9 đồ vật không nên để trong phòng ngủ. Để đồ ăn vặt trong phòng ngủ chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới tăng cân, béo phì và mất ngủ. Một là giày dép đi ngoài đường. Giày dép được sử dụng để đi ngoài đường có rất nhiều vi khuẩn và bụi bẩn, trong khi phòng ngủ của bạn nên là nơi sạch sẽ, thanh tịnh nhất để bạn nghỉ ngơi. Để không mang mầm bệnh vào không gian nghỉ ngơi, hãy giữ thói quen cất giày trong tủ trước cửa nhà hoặc ít nhất không để giày dép ở gần giường ngủ. Hai là điện thoại di động hoặc đồng hồ báo thức. Để điện thoại hoặc đồng hồ báo thức đầu giường có thể ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Thứ nhất, nó có thể gây ra hội chứng sợ báo thức, khiến chúng ta tỉnh lại nhiều lần giữa đêm chỉ để kiểm tra đồng hồ bởi nỗi lo sợ bản thân đã ngủ quá giờ. Thứ hai, với điện thoại ngay trong tầm tay, chúng ta khó có thể kiềm chế để không sờ vào điện thoại khi thấy màn hình sáng lên hoặc nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn. Bạn hãy tập thói quen tự dậy đúng giờ mà không cần báo thức bằng cách ngủ đúng giờ và đủ giấc mỗi ngày. Nếu thực sự không thể bỏ điện thoại hoặc đồng hồ báo thức ra khỏi phòng ngủ, bạn hãy đặt nó cách xa giường ngủ nhất có thể. Ba là ảnh gia đình. Để ảnh gia đình trong phòng ngủ là một trong điều những tối kỵ trong phong thủy. Bởi nhìn vào ảnh gia đình lúc buổi đêm có thể gây ra căng thẳng, lo lắng về trách nhiệm của bản thân đối với gia đình. Đặc biệt là nếu ảnh có người đã khuất được đặt trong phòng ngủ, nó có thể gây ảnh hưởng rất lớn tới giấc ngủ và tinh thần của bạn về lâu dài. Hãy đặt ảnh gia đình ở bất kỳ phòng nào không dành để ngủ và cất ảnh có người đã khuất ở nơi bạn không nhìn thấy. 4 là dụng cụ tập thể dục. Mồ hôi toát ra khi bạn tập thể dục dính lên dụng cụ sẽ gây mất vệ sinh trong phòng ngủ của bạn. Hãy nhớ, phòng ngủ phải luôn được giữ sạch sẽ để không ảnh hưởng tới sức khỏe. Giải pháp chính là không tập thể dục trong phòng ngủ cũng như không nên để dụng cụ tập thể dục tại đó. 5 là bàn làm việc. Bàn làm việc không nên được đặt tại nơi thư giãn như phòng ngủ, bởi bạn sẽ dễ bị phân tâm trong lúc làm việc khi nhìn thấy chiếc giường, thứ khiến bạn chỉ muốn đặt lưng xuống làm một giấc. Ngoài ra, ngồi trên giường để làm việc còn có thể ảnh hưởng tới cột sống do tư thế ngồi sai. Nếu không gian nhà có giới hạn, giải pháp đơn giản là xoay bàn làm việc sao cho bạn không ngồi đối diện với giường lúc làm việc, hoặc dùng rèm che để ngăn cách khu vực làm việc và khu vực ngủ. 6 là sách chưa đọc. Những tín đồ của sách thường có thói quen tích trữ rất nhiều sách trong nhà và bày chúng ở khắp mọi nơi mà họ có thể đọc, đặc biệt là trong phòng ngủ. Họ đôi khi khó có thể cầm lòng trước những cuốn sách chưa đọc đặt đầu giường mà không thể thư thái đi vào giấc ngủ. Chưa kể tới việc di chuyển sắp xếp sách chất đống sẽ tạo ra rất nhiều bụi gây mất vệ sinh. Giải pháp cho vấn đề này là hãy sắp xếp gọn gàng các cuốn sách trên giá sách và chỉ nên đặt một quyển sách đang đọc ở tủ đầu giường. 7 là máy sưởi. Bật máy sưởi cả đêm có thể khiến bạn bị khô da và gây kích ứng. Ngoài ra, những người có vấn đề về tim và đường hô hấp nên cẩn thận với máy sưởi vì chúng có thể làm tăng nồng độ carbon monoxide trong không khí, từ đó gây đau đầu, chóng mặt và thậm chí là ngạt thở. Bạn hãy nhớ tắt máy sưởi trước khi đi ngủ và sau khi ra khỏi phòng. Bên cạnh đó, khi bật máy sưởi, hãy đảm bảo rằng xung quanh không có vật gì dễ cháy như thảm, chăn, gối, giấy. 8 là đồ ăn vặt. Ăn uống trong phòng ngủ rất mất vệ sinh vì các mảnh vụn đồ ăn rơi vãi trên giường sẽ khiến chiếc giường của bạn trở thành nơi làm tổ cho gián. Hơn nữa, thói quen vừa ăn uống trên giường vừa xem phim cũng là nguyên nhân gây tăng cân, béo phì. Khi đó, bộ não của bạn chỉ tập trung vào bộ phim bạn đang xem dở mà quên không báo hiệu cho dạ dày là bạn đã no, từ đó khiến bạn có xu hướng ăn nhiều hơn bình thường. Ăn trên giường một cách thường xuyên cũng có thể gây mất ngủ.
Khi bộ não của bạn đã quá quen với việc giường là nơi để ăn, đến giờ đi ngủ, nó vẫn sẽ hoạt động hết công suất vì nghĩ bạn lên giường để ăn thay vì để nghỉ ngơi. Chính là chiếu và các giấy tờ quan trọng. Nhiều tên trộm biết rõ rất nhiều người có thói quen đặt hộ chiếu và giấy tờ quan trọng trong phòng ngủ. Bởi vậy nếu có ghé thăm nhà một ai đó, bọn chúng sẽ đột nhập vào phòng ngủ đầu tiên. Trong trường hợp đó, miễn bạn tới việc giấy tờ của bạn sẽ bị chúng trộm hết và đem bán, bản thân bạn cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu chẳng may đụng độ tên trộm. Bạn hãy mua một chiếc két sắt không thấm nước, chống lửa và có mã số bảo mật để cất tất cả giấy tờ quan trọng. Bạn cũng nên đặt chiếc két ở nơi kín đáo và thuận tiện để dễ tìm mỗi khi cần.